Siêu sao Trung Quốc đều là Phật tử gần đây. Thông tin trên mạng Internet và báo chí Trung Quốc đã xôn xao vì nguồn tin diễn viên điện ảnh từng đóng vai Lâm Đại Ngọc trong phim Hồng Lâu Mộng Trần Hiểu Húc và chồng cô là Hắc Đồng đã bỏ lại một gia sản hàng ức vạn tệ. Xuống tóc xuất gia. Đêm ngày 25 tháng 2 năm 2007, chồng cô đã chứng thực với các nhà báo rằng Trần Hiểu Húc ngày trước đó đã từng cắt tóc xuất gia tại chùa Bách Quốc Hưng Long ở Trường Xuân. Và bản thân anh cũng sẽ xuất gia trong thời gian sắp tới. Tin này loan ra, lập tức làm ngơ ngác phần lớn giới thương gia và báo chí. Thực ra trong các ngôi sao điện ảnh, số người quy y theo Phật cũng không ít. Sau đây là một vài hình ảnh của các ngôi sao Trung Quốc quy y Phật giáo được biên tập viên chúng tôi cập nhật, xin giới thiệu cùng độc giả. Trần Hiểu Húc đã chính thức xuống tóc xuất gia vào ngày 23 tháng 2 năm 2007 tại chùa Bạch Phát Hưng Long, pháp danh là Diệu Chân. Trong giới SAO của Trung Quốc, hiện tượng xuất gia đầu Phật trước đó đã từng có. 20 năm trước, Hoàng Nguyên Giáp, người đã tạo dựng lại thành công hình ảnh Hoắc Nguyên Giáp, nhân vật lịch sử Trung Quốc, đã nổi tiếng một thời trong đỉnh cao của sự nghiệp. Hoàng Nguyên Giáp đã từ biệt vợ hiền con yêu của mình, buông bỏ danh vọng, xa rời phồn hoa, quyết chí xuất gia, từng gây xôn xao dư luận một thời. Hoàng Nguyên Giáp trong lúc danh vọng đang ở đỉnh cao, ca sĩ Lina nhận ra được sự giả tạm của Trần Thế. Cuối năm 1997, cô bỗng nhiên mất tích, ẩn mình vào chốn Phật môn, pháp danh là Sướng Thánh. Ca sĩ Lina bên cạnh đó, rất nhiều sao là Phật tử tại gia như siêu sao người Đài Loan Thô Đại Thái, Vương Phỉ, Lý Liên Kiệt, Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh, Thành Long, Tăng Chí Vĩ, Đàm Vịnh Lân, Tề Tần, Bành Đồng. Họ đều là những Phật tử tại gia thuần thành của Phật giáo. Ngoài thời gian sinh hoạt thế tục, họ vẫn thường đến tham bái và học Phật với các đại sư Trung Quốc. Lý Liên Kiệt có pháp danh là Thành Tựu Kim Cương. Riêng Lý Liên Kiệt là người đã có duyên với Phật giáo từ nhỏ do niềm tin và có sự ảnh hưởng của giáo lý Phật. Cuộc đời cũng chỉ là một quá trình luân hồi sinh diệt. Anh ta nói, tôi rất tin thuyết luân hồi, do đó cho dù đại hạn có đến đi nữa tôi vẫn không hề lo sợ. Cũng không hề có sự hối hận hay nuối tiếc gì. Vì tôi đã chăm sóc tốt cho vợ con và gia đình, đối xử thân thiện với mọi người, tuyệt đối không có gì không thể buông bỏ. Lưu Đức Hoa có pháp danh là Huệ Quả. Nếu có thể dùng một bài hát để hình dung Lưu Đức Hoa thì đó sẽ là bài Mộc Ngư và Kim Ngư. Mộc Ngư, cá gỗ, đại diện cho tín ngưỡng tôn giáo của anh. Lưu Đức Hoa rất tin Phật, thờ rất nhiều tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Kim Ngư, cá vàng, đại diện cho cuộc sống phong phú đa tài trong sự nghiệp của anh. Trong phạm vi nhất định nào đó, Lưu Đức Hoa rất lạc quan và tự tại. Lưu Đức Hoa là một Phật tử thuần thành, từng quy y với Lão Hòa Thượng Diệu Liên tại chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan, pháp danh Huệ Quả. Theo anh cho biết, thì trong gia đình, cha và mẹ đều tin Phật. Từ nhỏ đã có duyên gần gũi đạo Phật, nhưng chỉ đến chùa lễ bái, tham quan ngoạn cảnh mà thôi. Đối với Phật giáo không hề biết chút gì về giáo nghĩa. Với anh, đúng nghĩa quy y và tin Phật có lẽ là những năm sau này. Tín đồ mật tông Kim Thành Vũ, mọi việc tùy duyên. Kim Thành Vũ quy y theo tông Nam Gia Hue Nhân Bề Á Thiết vào năm 1997. Anh cho biết, mẹ anh cũng một Phật tử thuần thành, điều đó làm cho anh có nhiều cơ hội tiếp xúc học hỏi giáo lý Phật giáo. Anh đặc biệt thích những câu chuyện của Phật giáo. Đối với vấn đề tu hành thì anh ta cười trả lời, mọi việc tùy duyên. Anh cũng từng cho rằng mình không đáng được xem là tu hành vì thường không siêng năng tụng kinh. Bản thân từng hợp tác với Kim Thành Vũ thì cho hay, Kim Thành Vũ sau khi tu tập theo pháp mật tông trở nên thành thục rất nhiều. Xưa nay chưa từng để ai thay mình trong công việc làm ăn quan trọng, mà bây giờ trong sự bận rộn của công việc vẫn đặc biệt dành riêng một ngày từ Hồng Kông bay về Đài Loan để tham dự buổi thuyết giảng của tông Nam Gia Hue Nhân Bề Á Thiết. Việc này cho thấy Kim Thành Vũ đối với vấn đề tâm linh của mình rất quan trọng. Trần Hiểu Đông được sự thuần cảm của gia đình đối với niềm tin Phật giáo. Anh cho biết, sau khi đảm nhiệm chức vụ đại sứ của Hội Bảo trợ Trẻ Em Liên Hợp Quốc, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều bi kịch của cuộc đời khắp nơi trên thế giới. Mà người giàu có thì không hề biết sẻ chia phúc phần của mình để trợ giúp người khốn cùng, khiến tôi càng trăn trở với ý nghĩa của cuộc sống. Sau này ở Phật giáo tôi tìm ra cho mình được một nơi nương tựa, càng lĩnh ngộ sâu xa giáo lý Phật Đà. Tăng Chí Vĩ tin Phật đã hơn 10 năm, luôn nghĩ về vô thường và quý trọng cái đang có.
Nguyên nhân khiến anh quyết định đến với Phật giáo chủ yếu là do anh nhận thấy rằng Phật giáo không chỉ là tôn giáo mà còn phong phú các tính học thuật và nghệ thuật. Anh cảm thấy Phật giáo rất thích hợp với người làm nghệ thuật, bởi cái khó khăn lớn nhất của người làm nghệ thuật là áp lực của sự té ngã từ đỉnh cao xuống. Phật giáo thường dạy lý vô thường, cái gì hôm nay có được chưa chắc còn đến ngày mai, điều này chính là Phật giáo cho người làm nghệ thuật hiểu được và có tâm lý chuẩn bị. Mạnh Đình Vĩ học Phật và làm công tác Phật sự bằng giọng hát của mình. Gần đây cô đã cho ra CD nhạc Phật giáo A Di Đà Phật và Rất Siêng học Phật. Cô nói, cuộc sống càng mộc mạc, giản đơn thì càng thoải mái, vui vẻ. Bạn bè cô đều cho hay, chỉ ngoài việc chưa xuống tóc, Mạnh Đình Vĩ chẳng khác gì người xuất gia. Dương Tử Kinh, Phật ở trong lòng Dương Tử Kinh quy Tam Bảo làm Phật tử với Đại Hòa Thượng Thánh Nhất. Cô nói, tôi rất thích và quan tâm Phật giáo, đó là tiếng gọi từ trong nội tâm. Duyên đến thì quy y. Phật giáo cho tôi sự an ủi rất lớn, trong những nơi cảm thấy bất an tôi sẽ niệm A-di-đà Phật, Phật ở trong lòng mà. Tề Dự, hát kinh cho bạn nghe một loạt nhạc kinh Phật giáo với chủ đề hát kinh cho bạn nghe, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng. Ngoài tiếng ca thiên phú hát nhạc kinh Phật giáo có 102 của cô ra, cô còn dùng tiếng Hán để diễn sướng nhạc cũng khiến cho người không tin Phật càng có thể lãnh hội được ý từ của kinh Phật, gội rửa tâm linh và được nhiều lợi ích. Vương Hỷ, mỗi ngày đều có thời đại lễ bái. Vương Hỷ bắt đầu tin theo Phật giáo tạng truyền vào năm 2000, mỗi ngày đều có đại thời lễ bái theo pháp tạng truyền, đầu, mặt, tay, chân đều sát đất. Ngày trước anh ta chỉ lễ 20 lần là bắt đầy hồn hển thờ. Lòng nghĩ, nếu như không cai thuốc thì một đời cũng khó mà hoàn thành được 10 vạn lạy, thế là quyết định bỏ thuốc. Anh ước tính với tình hình hiện tại có thể 6 hoặc 9 tháng sẽ hoàn thành 10 vạn đại lễ bái. Thiện tai, không khí tin Phật và quy y Tam Bảo mấy năm gần đây dường như trở nên rầm rộ và thịnh hành tại đại lục, có thể nói như một trào lưu mới. Các nhân vật lớn thuộc đàn anh, chỉ trong giới điện ảnh giải trí như Tàng Thiêu Sóc, Giang San, Trương Quốc Lập lần lượt kết giao gần gũi với Phật giáo và ghi tên làm đệ tử tại gia của Phật giáo. Con đường học Phật của Phật tử Lý Chí Huy với sự nhiệt thành và niềm tin vào đạo Phật, Lý Chí Huy đặc biệt lại viết thành một cuốn sách ghi lại những kinh nghiệm trên bước đường tìm hiểu và học Phật của mình. Sách có tựa là Con đường học Phật của Phật tử Lý Chí Huy. Trương Quốc Lập làm lễ quy y với Pháp sư Thánh Nghiêm tại phân viện An Hòa núi Cổ Sơn, Đài Bắc. Được đặt pháp danh là Thường Thăng chính thức làm đệ tử tại gia của Phật. Ông cho biết, bà ngoại và mẹ đều tin Phật, do vậy nhân duyên với Phật giáo của ông cũng tự nhiên ăn sâu trong tâm. Trương Thiết Lâm, pháp danh Phổ Giác 10 năm trước tại Hồng Kông cùng quỳ với 1.000 vị tăng làm lễ quy y. Sư phụ là Đại sư Kinh Vân Khương Bội Lâm, từ nhỏ tin Phật. Sinh ra trong gia đình truyền thống Phật giáo, dỡ vậy được xem là sớm có duyên lành với Phật Pháp, nếu như không có thời diễn, bình thường ít mang đồ trang sức, tay chi mang một sâu chổi nhỏ. Sống nơi chốn phù hoa cùng sự nghiệp biến hóa khó lường càng làm cho cô đối với giáo lý Phật giáo càng cảm niệm sâu sắc. Trên NTL, theo biên dịch từ Internet China. Ha ha ha,